là chính, em phát biểu nào. Em cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn tất cả, tất cả. Ta hát mừng sinh nhật, 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. 1, 2, 3 we blow out the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Cùng hợp hát nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thôi tắt nên. Happy birthday, happy birthday to you. On this day, mọi người chưa gặp cùng cháu cầm một cái má, Phải cho thằng Bình nó bật cái quạt kia lên. Thôi ăn đi, ăn đi, ăn đi. Ăn gì? Ăn đi. Ai mình cắt bánh cho Bình này. Ta làm cái bánh kia đây rồi. Cắt bánh đi nhờ. Ăn đỡ bụng lắm này. Lên lên đây này, giao đây này. Anh ăn bánh rồi. Cái gì? Nào, ngồi rồi. Sao chui hết ở góc đấy thế? Chui chung à? Em ngồi vào đây em. Đấy em cũng có chỗ. Cắt đi, cắt đi. Làm miếng bánh nào. Ô, không kéo à, không có dao ở dao đấy. Em Bình này. Đâu? Em phải cắt ạ, mất thời gian lắm nó mất ăn. Mua dứa cầm cái thìa. Ai kéo tay cắt đi. Chị kéo tay cắt đi. Nào chưa vợ? Chưa vợ à? Cứ để một người chưa vợ như em. Hai thìa này. Ngọt phết đây. Em cắt xong cái bánh này là em xòa đi sẽ không có. Thôi chị em cắt cho con cái. Thôi để đây chị em cắt.
tưởng là đêm ăn thôi. Ra. Ôi trời ơi, mang đây. Mọi người lấy gì đi em, cắt không có muối rồi. Mà cắt cái gì? Ôi trời ơi, cắt cái miếng thôi. Lại cân bảo đi, quan trọng gì? Bánh ngon phết. Ăn như bánh kem rồi nhỉ? Đó, lúc đói. Ăn tàn dài. Anh đã cắt thế nào đâu? Đây, chị cắt nốt đi, chị cắt. Anh hơi cao bụng. Chắc không ai. Này, em cắt có vẻ không có kinh nghiệm lắm. Đúng rồi, trái nhiều. Giờ tôi cắt đây không? Cắt. Non. Cắt được. Nhớ cắt đi. Chị cắt cành cái. Chị cắt đi chị. Không ai nhận về phần cắt kem. Bánh kem về mình lý do là cắt không đẹp. Ăn nhiều hơn. Mưa rồi.